hẳn trong mỗi gia đình chúng ta đều có những vật dụng được làm từ gỗ đúng không nào? Từ xưa tới nay, gỗ luôn là một nguyên liệu cần thiết trong đời sống cũng như trong sản xuất. Mỗi loại gỗ đều có những giá trị khác nhau. Thậm chí những vật dụng bằng gỗ trong nhà còn khẳng định độ giàu sang của chủ sở hữu nó, như những bộ bàn ghế gỗ 100 tỷ hay cái giường gỗ vai 100 tỷ. Vậy đã bao giờ bạn tò mò đâu là loại gỗ đắt nhất thế giới chưa? Nếu bạn muốn biết thì ngay bây giờ hãy cùng xem gì hôm nay tìm hiểu ngay thôi. 8. Gỗ xưa 12 triệu đồng 1 kg. Lâu nay xưa đỏ được người dân ví như báu vật, khối vàng lộ thiên bởi mức giá đắt đỏ mà chúng mang lại. Mỗi cây xưa 20 năm tuổi trở lên có giá hàng chục tỷ đồng, thậm chí đối với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi thì có thể được trả giá cả trăm tỷ. Gỗ xưa có ý nghĩa tâm linh lớn, do đó thường được sử dụng làm thành các vật phẩm phong thủy, tránh tà ma, xua đuổi bệnh tật. Gỗ xưa có độ bền cực kỳ cao, ngâm trong bùn, trong nước nhiều năm mà không hề bị thấm nước hay mục nát, lại không bay mùi hương, đặt ngoài nắng cũng không hề co nứt. Đây được xem là loại gỗ quý tộc. Trước kia ở Trung Quốc, chỉ có những gia đình vua chúa, quyền thế mới được thưởng các đồ dùng làm từ gỗ này. Thời kỳ sốt giá trên thị trường thì 1 kg gỗ xưa có giá là 30 triệu đồng 1 kg, tương đương một cây gỗ xưa cổ thụ có thể lên tới cả trăm tỷ đồng. Cũng từ đó, nghề xưa tặc trộm cây xưa ra đời, hoành hành một thời gian dài đấy. Hiện nay thị trường đã ở giai đoạn bão hòa, tuy nhiên vẫn giữ ở mức giá 10 đến 12 triệu đồng 1 kg gỗ xưa. Bạn biết không, một trong những bộ bàn ghế gỗ đắt nhất Việt Nam là bộ bàn ghế gỗ sâm của ông trùm Minh Sâm có giá 100 tỷ đồng đấy. Vâng, bạn không hề nghe nhầm đâu nhé, 100 tỷ đồng đấy cả nhà. 7. Gỗ hồng ngà, 200 triệu đồng một cây. Gỗ hồng ngà có màu như tên gọi của nó, đó chính là màu đỏ hồng rất đẹp. Trong đời sống, loại gỗ này có ứng dụng trong sản xuất cán dao, đồ mỹ nghệ. Khi đánh lên sáng bóng, gỗ hồng ngà được cho là quý giá như kim cương. Gỗ hồng ngà có nhiều màu từ hồng nhạt nâu đến hồng sáng, gần như neon đến đỏ đậm. Điển hình nhất là những mảnh có giá trị nhất của Pink Ivory là một màu hồng rực rỡ. Chính vì công dụng tuyệt vời mà loại gỗ này được rất nhiều người ưa chuộng. Gỗ hồng ngà có xuất xứ từ châu Phi, phát triển rộng rãi ở Zimbabwe, Mozambique và Nam Phi. Hiện nay do sự khai thác quá mức của người dân và khai thác trái phép của lâm tặc, loại gỗ này đang ngày càng bị suy giảm số lượng. Vì vậy, chính quyền Nam Phi đang duy trì chính sách nghiêm ngặt nhằm bảo vệ loại gỗ này khỏi nguy cơ khai thác bất hợp pháp từ con người. Chính vì thế, dù cho bạn có nhiều tiền đi chăng nữa mà muốn mua được chuẩn loại gỗ hồng ngà cũng không phải dễ dàng gì đâu nhé. Giá của nó vào khoảng 7 triệu đồng trên 1 mét gỗ. Một cây gỗ hồng ngà lại có chiều dài từ 30 đến 40 mét. Nhẩm nhẩm tính một cây gỗ này cũng rơi vào khoảng hơn 200 triệu đồng rồi đấy cả nhà. 6. Gỗ mun. Đã là người Việt Nam thì chắc hẳn ai cũng nghe câu nói da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun rồi. Thế nhưng đen thì ai cũng biết, nhưng loại gỗ này đắt ra sao thì có lẽ không phải ai cũng biết đúng không nào? Là một loại cây thân gỗ mọc ở vùng núi cao nên gỗ mun rất chắc và nặng tay. Khi bị thả trong nước thì gỗ chìm và không thể thả trôi theo dòng nước như khi khai thác một số loại gỗ thông thường khác. Đặc biệt, bề mặt gỗ mun rất bóng mịn nên thường được dùng để chế tác đồ nội thất đòi hỏi thẩm mỹ và giá trị cao. Đặc biệt, đồ gỗ này giòn như than đá. Chính những đặc tính này mà việc chế tác mun sừng rất khó khăn, hay việc chế tác thì công thợ sẽ được nâng cao hơn hẳn khi tác phẩm được làm từ mun sừng. Bởi thế nên giá thành của gỗ mun sau khi được gia công cũng đắt đỏ hơn so với bình thường. Các loại gỗ mun đều có ưu điểm chung là không bị mối mọt hay ẩm mục, độ bền cao trong điều kiện tự nhiên. Đồng thời gỗ cũng không bị cong vênh hay nứt gãy vì rất chắc chắn, khó bị xước sát. Càng sử dụng lâu thì gỗ càng bóng. Các sản phẩm từ gỗ mun có thời gian sử dụng cực bền, có khi lên đến vài chục, thậm chí là vài trăm năm. Với tất cả những ưu điểm trên thì nghe đồn trên thương trường đang bán nó với giá trên trời. Một đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua một bộ bàn ghế gỗ mun nặng vài tấn có giá khoảng 1,5 tỷ đồng đấy. 5. Gỗ cẩm lai, 40 đến 50 triệu 1 kg. Gỗ cẩm lai là loài cây được trồng chủ yếu ở châu Phi. Cẩm lai là một loại gỗ quý và có tốc độ phát triển chậm, có màu nâu hồng vệt đen đẹp mắt, cứng, thớm mịn, khá sần, mặt cắt nhẵn, dễ đánh bóng và gia công. Đây là loại gỗ hội tụ đầy đủ những tính năng tuyệt vời. Chính vì vậy, cẩm lai thường được ưa thích trong chế tạo nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ như dây chuyền, nhẫn gỗ. Gỗ cẩm lai Nam Phi hiện nay đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam và trên khắp thế giới. Được dùng để làm bàn ghế và tủ đồ gia dụng, gỗ cẩm lai không bị cong vênh, nứt nẻ, biến dạng trước sự thay đổi của thời tiết khắc nghiệt nên được làm ván cửa và lát sàn, đồ gia dụng. Giá gỗ cẩm lai hiện nay trên thị trường gỗ Việt Nam luôn ở mức cao.
thường ở mức từ 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông gỗ, có kích thước lên đến 1 mét. Bạn hãy thử tưởng tượng bạn sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cả một cây gỗ cẩm lai nhỉ? Một con số không hề nhỏ được không nào? 4. Gỗ đen châu Phi, 232 triệu đồng một kg. Vào năm 2010, một chiếc iPad của Apple được thiết kế đặc biệt với lớp vỏ lưng làm bằng gỗ đen châu Phi 200 năm tuổi được bán với mức giá 5.000 USD, tức là hơn 115 triệu đồng. Vậy là khoảng gấp 3-4 lần giá trị thực của nó. Vậy, các loại gỗ đen châu Phi là gì mà đắt quá vậy ta? Gỗ đen châu Phi African Blackwood là một loại gỗ được tìm thấy ở các khu vực khô hạn của châu Phi. Gỗ sáp dày đặc, vô cùng thích hợp trong việc điêu khắc tỉ mỉ các chi tiết nhỏ. Ngoài ra thì loại gỗ này thường đặc biệt được dùng để làm các loại nhạc cụ, ví như đàn guitar vì âm sắc rất cân bằng của nó. Ruột loại gỗ này có một màu đen thẫm quyến rũ. Cây gỗ đen châu Phi lại phát triển rất chậm, có thể mất đến 60 năm để trưởng thành, do vậy giá thành của loại gỗ này rất đắt. Trong khi đó, việc khai thác vô tội vạ và không có kế hoạch nuôi trồng thích hợp đã làm cho gỗ đen châu Phi đang dần cạn kiệt. Chính vì tất cả những lý do đó, để mua được 1kg gỗ đen châu Phi này, bạn sẽ cần phải bỏ ra số tiền 232 triệu đồng đấy. Giờ bạn đã biết tại sao cái iPad kia lại có giá trên trời như vậy rồi đúng không nào? 3. Gỗ đàn hương, 464 triệu đồng 1kg. Bạn biết không, người ta thường gọi gỗ đàn hương với cái tên cây vàng xanh, cây hoàng kim bởi mức giá siêu đắt đỏ. Đàn hương trắng đã trở thành bảo vật của nhiều quốc gia bởi giá trị đa lĩnh vực của nó. Đặc biệt là tại Ấn Độ, gỗ đàn hương Mysore là một trong các loại gỗ quý giá siêu đắt đỏ và nhiều thông tin cho rằng gỗ Central Mysore cấm lưu hành, không cho phép kinh doanh là không đúng. Đàn hương có đặc tính không bao giờ bị mối ăn thủng, tượng trưng cho sự trường tồn. Đó cũng là lý do nhiều hoàng gia lựa chọn gỗ đàn hương để làm đồ. Gió mới tìm được một cây có trầm đấy nhé. Cụ thể, giá gỗ trầm hương đắt nhất thế giới hiện nay, Kỳ Nam, chỉ có duy nhất ở Việt Nam thì giá dao động từ 200.000 đô la đến 900.000 đô la 1 kg, tức là lên đến 20,8 tỷ đồng 1 kg gỗ này luôn đấy. Ngoài ra thì bạch Kỳ Nam, tức là Kỳ Nam màu trắng cực hiếm thì còn có thể bán với giá 50 tỷ đồng 1 kg nữa cơ đấy. Đúng là giống gỗ chỉ dành cho giới siêu siêu đại gia cả nhà nhỉ.
Cảm xúc của bạn ra sao sau khi xem video này? Nhà bạn có đang sở hữu loại gỗ nào hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã xem video ngày hôm nay của chúng mình. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy ấn like, share và cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mới nhất vào lúc 17:30 và 11:00 các ngày trong tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.